Lúc này là lúc đánh bài ngửa, không cần phải úp mở. Vấn đề không phải là tiền, tiền không phải là chìa khóa vạn năng. À, vậy thì do cơ chế không thuận. Anh định ép anh em chúng tôi đến mức nào anh Đức? Biết anh là cánh tay phải nối dài của lãnh đạo tỉnh nên tôi mới đồng ý gặp người của anh. Đừng can thế, anh Đức đang tìm cách gỡ rối. Hai ông bớt diễn trò đi. Muốn xem kịch ấy, tôi đã ra nhà hát chứ không phải là ngồi đây. Có cần tôi phải nói thẳng ra không? Thế nào? Tôi có bỏ lỡ phần nào không nhỉ? Sắp bàn đến phần quan trọng đấy. Xin mời. Cầm lấy đi con. Dạ. Cầm lấy. 101. Rồi con đi mua cái cơm mà con thích ấy. Bố, con biết rồi mà. Ồ, hay nhỉ. Bố nói thật mà. Cầm lấy đi. Ngồi xuống đây bố bảo. Đúng là từ giờ hai bố con mình không nên tiết kiệm quá. Chị Quý con đã sang định cư ở nước ngoài, mẹ con cũng vậy. Có thể là sau này con cũng sẽ sang bên đó. À mà này, nếu con có gọi điện cho mẹ thì nói là bố xin lỗi mẹ nhé. Làm thủ tục thông quan đi. Cho Thái Lai đi trước. Chạy xe đến bãi sau thông quan. 30 phút sau, Thịnh ra đi tiếp. Đảm bảo với tôi là hàng phải sạch. Xuống xe!